quăng lên chút, để quăng môn cũng được vậy. Ê, không biết cô này có dễ mua chuột như cô dạy sử không ha, hay là cũng khó như thầy Nhân. Ê mày, mà tao thấy bà cũng dễ. Thấy bà cũng mua đen dữ, lại đi xe vết ba, tặng vài món quà là bà nâng điểm ngay, mình khỏi phải học môn này. Ừ. Chào các em, cô tên là Dân. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến lớp. Nếu có ý kiến gì về việc dạy môn văn thì các em cứ việc đóng góp với cô. Cô hy vọng là cô sẽ hết mình với các em. Thưa cô, dạ, tụi em yêu thích môn văn lắm cô. Tốt lắm, cô cũng hy vọng là như vậy. Thầy hiệu trưởng có nói lại với cô là lớp chúng ta có một số bạn còn học yếu về môn văn, nên cô mong là các bạn ở lớp này sẽ hợp tác cùng với cô để lớp mình học môn văn sẽ tốt hơn. Tối nay đúng 7 giờ đón em ở chỗ cũ, nhớ em quá. Không biết cô khó không hả? Nhìn thấy cô cũng được hả bà, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ học tiết đầu tiên nghe các em mới. Học bài mới đi kìa. Cô cũng dễ quá ha. Cô nhìn kìa. Mấy em học bài hết chưa? Dạ rồi. Hôm nay cô không kiểm tra bài cũ, chúng ta học bài mới luôn nha. Cô mời các em dở trang 87. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích bài thơ Tây Tiến của tác giả Quang Dũng. Alo. Em tới đâu rồi? Dạ em gần tới rồi anh. Trời ơi, em gần tới hoài à. Nãy giờ anh chờ em muốn chết luôn à. Dạ em cảm ơn anh. Em tới trễ 10 phút rồi đó ngang. Cả tuần nay anh đi công tác xa, anh nhớ em muốn chết luôn vậy đó. Anh không cái. Anh nha, quá đáng lắm nha. Mới quen em có 1 tháng à, mà đã hôn em rồi. Em á, sao cứ chơi cái trò mèo dần chuột hoài vậy? Đã vậy, bà xã béo ù của anh ở nhà đêm nào cũng bắt anh trả bài. Trời ơi, muốn ối luôn vậy. Em nhanh hay chậm là
phụ thuộc vào lòng hảo tâm của anh thôi. Anh. Quà em đâu? Chuyện nhỏ thôi. Đây đây, có ngay có ngay. Bí mật nha. Thấy cái gì chưa? Cái gì vậy anh? Nước hoa của Pháp đó. Anh tặng cho em. Em mở ra coi. Anh mua ở bên Pháp đó. Mắc lắm á nghe. 500 đô lần đó. Mắc lắm á. Không có chơi trò kể lể nha. Em đâu có ép đâu. Tại anh tự nguyện chứ bộ. Đúng rồi. Anh tự nguyện. Anh. Sao? 2 ngày nữa là sinh nhật của em rồi đó. Sinh nhật hả? Giờ anh tính sao đây? Có quà gì bất ngờ đặc biệt dành cho em không? Ví dụ sinh nhật này nghe quen quen à nghe. Cô gái nào quen anh cũng nói anh ơi em sắp sinh nhật rồi. Nhưng mà với em á khác hoàn toàn. Em có quyền hưởng được tất cả những bổng lộc của anh dành cho em. Chịu chưa? Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì vậy anh? Em phải qua đêm với anh. Ok. Ok. Em đồng ý. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Em cứ nói đi, điều kiện gì? Quà sinh nhật của em á phải là một chiếc đi lăng. Anh thấy người xinh đẹp như em mà đi chiếc quay, anh không xót xa sao? Chuyện nhỏ xíu à. Vậy mà tưởng đâu cái gì quan trọng lắm. Được, anh duyệt. Bây giờ thì chúc mừng ta năng ly nghe không? Để chúc mừng cho cuộc tình lãng mạn của chúng ta. Đây, anh mời em. Mời anh. Anh. Em ăn đi. Thơm quá à. Má. À, con. Má, tháng này con vừa nhận tiền làm thêm. Con lãnh được 4 triệu. Con đưa má 2 triệu nè. Con muốn từ nay má bỏ cái nghề hút rác thấp hèn này đi. Má không phải lo lắng tiền bạc nữa. Con đủ sức lo cho má mà.
Không có nghề nào thấp hèn hết con à. Má làm nghề này đã mấy chục năm, cũng quen rồi. Hơn nữa, chính cái nghề này đã nuôi sống má con mình, cho con có tiền ăn học tới hôm nay đó. Má không muốn nghe con nói như vậy đâu. Nhưng nếu bạn bè con biết má làm cái nghề thấp hèn này thì làm sao con dám nhìn mặt ai nữa. Rồi mọi người sẽ chửi vô mặt con đó. Má biết không? Tại sao má lại ép xác mình như vậy? Con nuôi má được mà. Lan à, con làm ra được tiền má rất là mừng. Nhưng mà phải biết tiết kiệm đó nghe. Cố gắng đừng vì vật chất mà đánh mất danh dự của mình nha con. Theo má thì không có nghề nào là xấu hết. Chỉ có đi lường gạt người ta mới xấu thôi. Nhưng con không muốn nhìn thấy má vất vả nữa. Má nghe con đi má. Má làm lụng quen tay quen chân rồi. Bây giờ bỏ nghề má biết làm cái gì đây? Ngồi một chỗ má không có chịu nổi đâu. Nếu con thấy xấu hổ thì cứ giấu bạn bè của con cái nghề của má. Không sao đâu, má còn sức mà. Đừng có lo cho má. Năm sau con sẽ cố gắng mua nhà sớm. Lúc đó má hứa với con là má giải nghệ nha. Nha má. Bữa nay được về sớm nè. Bà có muốn đi đâu không? Thì về nhà. Bà không muốn đi chơi hả? Thôi là biến lắm. Trời, hôm nay chơi đi chơi nữa hả? Thôi tôi về nha. Ừ, bye bye nha. Hello em. Nè, mấy hôm nay đi chơi với cô nào mà mất tích vậy? Khai mau. Ừ. Anh làm gì mà đi chơi với cô nào? Anh nhớ em muốn chết luôn á. Tại vì mấy bữa nay ba anh bắt anh đi qua Singapore để học cách giao dịch làm ăn, cho nên anh đâu có gặp được em đâu. Anh mà nói dối em là em cắt lưỡi anh đó nha. Ừ. Thôi được rồi. Vậy để tối nay anh đền bù cho em nha. Tối nay over nay nha cưng. Xin sao người ta 2 tháng mà bày đặt chảnh. Kêu bằng chị mới chịu. Thôi, được rồi, lên xe đi em. Khoan đã. Anh thích đi đâu em cũng chịu hết. Nhưng mà phải tìm chỗ nào tiện tiện cho em thay đồ cái nha. Cái gì? Thay đồ nữa hả? Thì thay đồ chứ không lẽ mặc đồ này. Cũng được, thôi lên xe đi, anh chở em đi. Cầm giùm em đi. Bộ đồ này quá đẹp. Thì đi chơi mà. Không lẽ lát bạn bè anh tới á, em phải mặc đồ đi học sao?
tên 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 tên. Cái gì vậy anh? Ê, em cứ uống thuốc này đi, đảm bảo 5 phút sau em sẽ biến thành tiên cô bà luôn. Em sẽ có một cảm giác rất là ngất ngây. Anh đừng có nằm mơ. Em thích ăn chơi, thích khám phá, nhưng không dễ sa ngã hư hỏng với anh đâu. Vô luôn. Xong chưa? Lên chưa? Vô nè. Vô. Một, hai, ba, vô. Alo. Alo. Dạ em nghe. Nè, sao nãy giờ anh gọi hoài mà không bắt máy vậy? Là bạn ôn thi nữa phải không? Em mà lộn xộn á là anh cúp lương của em á. Chuyển cho cô em này đó nghe chưa? Em đâu có dạy gì mà đi chơi với ai. Anh yên tâm nha. Nhớ tối mai sinh nhật em đó nha. Nhớ mà. Sinh nhật phải không? Mai gặp em sẽ đền bù xứng đáng cho anh. Được. Nhớ đó nha. Muốn gì anh cũng chiều. Sinh nhật cái gì. Nhớ mà. Vậy mai gặp nha anh. Mai nha. Lan, lại đây. Em đi đâu mà nãy giờ anh kiếm em không có vậy? Mẹ gọi cho em. Mẹ em nói là em phải về sớm, không được chơi qua đêm. Trời đất ơi trời, anh nói thiệt luôn á, em là con gái bây giờ cũng lớn rồi. Cứ đi chơi đi thoải mái có gì đâu. Không lẽ bây giờ em mà về trễ mẹ em giết em hay sao? Nhưng mà em không muốn làm mẹ buồn. Hơn nữa em là con gái nhà lành, gia đình gia giáo nữa. Em phải biết giữ mình cho em nữa chứ. Anh á, chưa có đủ tạo niềm tin cho em đâu. Vậy tới bao giờ em mới tin anh? Nếu như thực sự anh yêu em á, thì anh phải biết tôn trọng và gìn giữ cho em chứ. Em không có thích á, chơi cái kiểu qua đường như đám bạn của anh đâu. Ok. Vài bữa nữa là sinh nhật của em rồi. Anh chuẩn bị quà cho em chứ? Hát một bài đi. Tưởng cái gì. Em cứ yên tâm đi. Dân chơi thứ thiệt như anh á, quà cáp gì, chuyện nhỏ. Thôi, nhảy đi, nhảy. Thôi, chơi đi. Lên. Nhảy đi. Lên em. Lan, bây giờ anh đưa em vô nhà nha, để con biết nhà em nữa. Thôi, không được đâu. Cảm ơn anh yêu nha. Mẹ em mà biết em đi chơi về giờ này á, là mẹ em cạo đầu, trét vô em luôn đó. Anh. Anh nhớ mua quà sinh nhật cho em nha. Anh mà không mua cho em á, em nghỉ cho anh ra luôn á. Ok, thôi, em vô nhà đi. Nhớ nha. Bye em. Bye anh.
em thổi nến nha. Em cầu cái gì vậy? Quà của em đâu? Đây. Tên 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 em. Cái gì vậy? Sinh nhật vui vẻ. Em mở ra xem coi đó là cái gì. Từ hôm nay em sẽ sở hữu chiếc đi lân này. Nó là của em. Anh tuyệt vời quá à. Anh đúng là một người đàn ông lý tưởng. Thì không đó. Chúc mừng em. Mời anh. Anh đã giữ đúng lời hứa rồi đó. Vậy thì đêm nay em sẽ thuộc về anh chứ. Anh nè, khoan cái đã. Em sao vậy? Vô đi em. Anh ơi, từ từ cái đã. Tự nhiên. Buông em ra. Em sao vậy? Em bị sao vậy? Sợ hả? Đừng có sợ, nghe chưa? Ai cũng có giây phút thăng hoa đó mà. Trời ơi, anh ơi, anh buông em ra. Anh đi tắm đi. Anh đi tắm đi. Anh dơ quá à. Anh đi tắm đi rồi em chiều anh. Được rồi. Anh đi tắm. Nhớ chờ anh nha. Chị giúp em với. Có ông già dê á, ông dụ em vô đây. Bây giờ á, chị giả bộ gõ cửa, nói là có bà xã ông tới kiếm, để cho ông đi, để em thoát nghe chị. Sao em ra đây rồi mà em không chạy thoát thân luôn đi? Em còn kêu chị giúp em chi nữa. Ông đang giữ giấy tờ của em. Chị chỉ cần nói vậy á, là ông đi liền à. Ông đâu có cần em nữa đâu. Trả giấy tờ lại cho em. Chị giúp em nha chị. Nha, chị nhớ nha chị. Chị giúp em nha. Nhớ nha chị. Ủa nãy giờ em đi đâu à? Sao anh kêu hoài à? Em không chịu lên tiếng vậy? Tính kêu em vô tắm chung với anh cho nó vui. Em đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà em sợ. Làm sao em tắm chung với anh được? Sợ hả? Giờ thì anh làm cho em hết sợ nè. Trời ơi. Anh buông ra coi. Anh buông ra đi. Anh buông em ra. Chết mình rồi. Sao giờ chị ta chưa tới nữa? Anh buông em ra đi. Ông ơi. Cái gì vậy? Ai kêu vậy? Dạ tôi mang nước sôi tới. Nước sôi ai kêu? Không có cần. Đi. Dạ xin lỗi ông.
Ê, ê, khoan khoan, nước sôi. Chị em. Dạ. Em kêu nước sôi hả? À, em kêu nước sôi. Kêu nước sôi làm chi? Thì trời, em kêu nước sôi để em tắm. Trời ơi, sao em quê quá vậy? Đây là khách sạn, nước nước nóng có sẵn rồi. Em vô mở cái là có liền. À, vậy đó hả? Ừ. Thôi nhưng mà em lỡ rồi, để em đi lấy nha. Ơ trời, trời trời, em chị, nói đi chị. Biết nói gì giờ? Chị ổng là bà xã tới kiếm. Em ơi, lẹ lên sao lâu quá vậy? À, dạ. Chị? Hả? À, ai kiếm ông Nam hả? À, dạ. Dạ, bà xã, dạ, bà có, xã. Bà xã của ông Nam, dưới quầy lễ tân á. Ai nói vậy, bà xã ơi? Bà xã của ông Nam ở dưới quầy lễ tân á. Bà xã anh tới kiếm kìa. Bà xã anh hả? Bà xã tới kiếm anh kìa. Cảm ơn chị. Tôi đi nha. Trời, bà xã anh kiếm kìa. Trời, bây giờ bà gặp em thì sao đây, phiền phức quá à. Giờ sao đây, trời em sợ quá à. Bả mà gặp em á, bả đánh em chết luôn á. Anh ơi, giờ sao đây anh? Anh ơi. Từ từ, để em chút xíu. Lẹ đi anh ơi, chết em á, bả lên là bả đánh em chết luôn đó. Từ từ, đừng có hối mà. Anh ơi. Trời em sợ quá à, lẹ lên anh. Trời ơi, sao bà giỡn biết anh ở đây vậy? Em có biết đâu, trời em sợ quá, giờ em làm sao đây? Bây giờ sao là sao? Bây giờ là... Bây giờ là phải thoát thân, nghe chưa? Bây giờ ơi, là anh phải đi sợ. Ra trước. Em đi ra sau, nhớ không? Đó, đừng để bác phát hiện, nghe chưa? Nhớ chưa? Còn cái giấy chứng minh nhân dân của em thì sao? Trời ơi. Thì cái giấy chứng minh thì từ lấy chứ. Làm gì gấp gáp gì vậy? Trời anh... ơi. Bây giờ là mạnh ai nó chạy để thoát thân. Mùa yêu đầu, tuổi của tình yêu, Nguyên Sa, View and Paris, lần đầu biết yêu. Chào cậu. Dạ chào chị. Chị ơi, cho em gặp Trúc nha chị. Dạ. Mời cậu vô. Dạ. Dạ, mời cậu. Cảm ơn chị. Dạ. Trúc. Anh ngồi đi. Trúc nè. Biết em thích đọc thơ và tiểu thuyết, nên anh trước khi qua nhà em á, anh đã đi ngang qua nhà sách mua cho em một tập thơ mới. Dạ, em cảm ơn anh. Tối nay
có cuộc bình thơ của Nguyễn Duy. Đó là một nhà thơ hiện đại và nổi tiếng. Em có muốn đi không? Anh sẽ đến đón em. Wow, thích quá vậy. Em thích thơ của Nguyễn Duy lắm á. Ngôn từ rất xúc tích, hiện đại và đầy triết lý. À, đây, tặng em tập thơ của Nguyễn Duy nè. Không ngờ anh Long cũng yêu văn chương dữ ha. Rất trái ngược với tính cách của anh á. Tuổi trẻ thời A Mốc mà em. Chơi thì phải ra chơi, còn học thì phải ra học. Chỉ biết hưởng thụ mà tâm hồn lại trống rỗng thì chán lắm. Thôi, chắc là bây giờ anh về đây. Có gì đúng 7 giờ anh qua đón em nha. Anh hả? Để em tặng anh lại tập thơ của Vi Thùy Linh nha. Một cây bút nữ rất táo bạo và mạnh mẽ, anh có biết không? Đương nhiên là anh biết rồi. Nhưng mà anh nghĩ là em tặng cho anh á, thì lấy gì em đọc? Em sẽ mua cái khác. Em tặng anh nè. Cảm ơn em nha. Vậy thôi, bây giờ anh về nha. Có gì tối anh sẽ qua đón em ha. Thôi được rồi, để anh tự về được mà. Em không cần phải tiễn đâu. Chị Hồng ơi, mở cửa nè. Dạ. Thôi, anh về nhà em. Bye anh. Cậu về hả cậu? Dạ, chị mở cửa giùm em. Dạ. Quý ơi! Quý! Ê! Xuống mở cửa! Lẹ 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 lẹ! Chờ xíu, tao xuống liền! Lẹ lẹ lẹ! Xuống mở cửa đi! Ê Quý! Nhà thơ Vi Thùy Linh là ai vậy mày? Mày tóm tắt tiểu sử của bà ta cho tao nghe coi. Tao không biết bả là ai hết trơn á. Trời, cái thằng nhà thơ Vi Thùy Linh á là một nhà thơ nổi như cồn vậy đó. Mà mày không biết. Chết. Vậy mà cũng đòi đi tán gái nữa. Vậy hả? Ê, nói nghe nè. Cái chiều mà tao kêu mày tặng thơ Nguyễn Duy cho em á, có làm cho nàng xao xuyến không? Ê, cái chiều này hay nè. Trời, tao nói thiệt nha, mày đúng là quân sư số 1 luôn. Trời ơi, tao mới đưa tập thơ của nhà thơ Nguyễn Duy thôi, em trúc em choáng liền à. Thấy chưa, đúng tao nói luôn. Rồi mà. À, mà Nguyễn Duy là ai vậy? Cái gì vậy ông nội? Sao? Tao quỳ lại mày luôn á. Cái gì? Lần sau á, trước khi đi tán gái á, làm ơn chịu khó đọc giùm tôi mấy cuốn sách này giùm cái. Để thôi mai mốt hả, lộ tẩy cả đám luôn á. Trời ơi, tao lại mày luôn á. Tao mà đọc quá được 3 trang trong thơ thôi á, là tao chết liền luôn á. Mấy cái vụ văn chương này tao nhức đầu lắm. Thôi nói nghe nè, chiều nay á, tao sẽ mời mày đi uống bia ôm nguyên một bữa tới bến luôn. Thiệt không? Thiệt. Ok. Nhớ nha. Trời ơi, hôm nay em đẹp lắm Trúc. Thôi, bây giờ mình đi nha. Lên em. Trúc, ôm vô đi em. Anh này,
Anh nói thiệt mà, ôm vô đi, không thôi em té đó. Thôi đừng có giỡn nữa, chạy đi. Thấy chưa, anh nói rồi mà, không thôi té đó. Đi chứ. Dài quá. Mà sao con này mập quá vậy? Cái tai của nó, cái cổ nó sao lùn vậy? Hả? À, trời ơi, trời ơi, quỷ cái thằng quỷ này, tao mày chết. Ui dao dao chết. Đau đau đau. Đau giỡn mặt con. Tụi bay làm hư cái bộ tóc giả của mẹ tao bây giờ. Tự nhiên giả gái chi vậy? Tụi bay muốn có mỹ nhân á thì tao dẫn mỹ nhân vô cho tụi bay đó. Thôi ông ơi, giả xấu quá à. Chưa bao giờ thấy ai giả gái xấu như ông luôn á Long. Xấu? Ê, tao nói cho tụi bay biết trước nha. Đúng là tao giả gái xấu thiệt. Nhưng mà bồ của tao á đẹp hơn tất cả những con bồ của tụi bay, đúng không? Ờ, công nhận. Đúng á, là con bồ của mày đẹp hơn tất cả bồ của tụi tao. Chứ sao? Vậy thì mày có dám cá với tụi tao là trong vòng một tuần mày sẽ xử con trúc bồ của mày không? Tại sao không? Thôi mày ơi, còn lâu mày mới đụng được tay con trúc. Tao nghe nói á là con nhỏ đó chảnh nhất trường khai sáng đó. Trời ơi, với lại người ta con nhà lành, học giỏi nữa. Đúng rồi, nhỏ này con nhà lành chứ không phải mấy con nhỏ trước của mày đâu. Muốn đụng là đụng hả? Bây giờ có ngon á, cá độ với tụi tao $5,000. Nếu ai thua cuộc, ok không? Tao thấy vụ này hay đó. Giờ tụi bay cá độ đi. Tao á sẽ đứng ở giữa làm trọng tài. Thôi, dẹp dẹp dẹp. Trọng tài là mày không ra tiền á hả? Thì sao? Ba tao làm hiệu trưởng nên ổng cho tao tiền ít chứ đâu có giống như tụi bay đâu. Thôi mệt quá ông nội. Suốt ngày đem ba hiệu trưởng ra, làm hiệu trưởng hơn là làm ở trong mỏ than nữa. Mày tới là một cái thằng này tối ngày chọc tao rồi. Ê, nhưng mà bây giờ nếu mà cá đó, lấy gì làm bằng chứng để biết người nào thắng cuộc? Đúng rồi, lấy cái gì làm bằng chứng đây? Có gì đâu khó. Thằng Long á, nó sẽ quay lén cái cảnh nói về là cô bé đó cho nguyên đám tụi mình coi. Long, ok không mày? Cái này hay đã nha. Được á, làm đi. Mình có ba đứa phải không? Thằng Quý làm trọng tài, hai đứa mình chia đôi, $5,000 chia đôi. Chuyện nhỏ, ok. Cá đi. Sao thấy sao? Mày á, chỉ có $5,000 thôi mà muốn coi thân thể của người yêu tao hả? Đừng có mơ. Nhưng mà để cho tụi bay á mở rộng tầm mắt, khi có cơ hội tao sẽ sao chiếu phim nóng hổi cho tụi bay coi luôn. Tụi tôi á quen nhau được nửa năm rồi. Ảnh hiền, ga lăng, lịch sự nữa. Ảnh á còn am hiểu về văn học nghệ thuật, giống y chang tính cách của tôi luôn á. Bởi vậy hai đứa hợp nhau lắm. Mà tôi nghĩ á, bà nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học hành. Sắp thi tốt nghiệp rồi đó. Tôi đến nhà ảnh chơi rồi. Gia đình ảnh cũng rất là trí thức, nề nếp nữa. Ba ảnh là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Mẹ ảnh nhìn rất là nhân hậu, lại hiền nữa. Với lại bác ấy cũng thích tôi lắm á. Alo. Sao vậy cưng? Nhận quà của anh xong rồi là biến mất tiêu là sao? Ngày mai gặp ở chỗ cũ nha. Alo.
tao mà gặp được mày, mày chết với tao nghe chưa? Thôi tôi có việc, tôi phải về đây. À, ngày mai tôi đổi số điện thoại luôn đó nha. Sao phải đổi số điện thoại? Thì thấy không hơn thì đổi. Người ta vào người ta đổi xe, còn tao nghe tôi đổi số điện thoại vậy thôi. Nhỏ này. Trời ơi, ghê nha, tiền ở đâu mua xe vậy? Xe tôi mượn của bạn, chứ xe tôi cùi bắp bị hư hoài à. Bạn nào mà tốt với bà quá vậy? Đẹp như tôi với bà, thiếu gì người muốn làm người tốt. Happy birthday, sinh nhật lần thứ 18 của em. Dạ, cảm ơn anh. Em ngồi xuống đi. Hãy nhắm mắt lại. Anh có một bất ngờ dành cho em. Bất ngờ gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi, chút nữa em sẽ biết. Dạ. Tên 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 tên. Happy birthday em. Đẹp quá à. Để anh đẹp cho em nha. Em thấy đẹp không? Đẹp quá à. Em cảm ơn anh nha. Đêm nay mình ô vành ai nha? Em sẵn sàng. Đêm nay mình đi đâu cũng được hết á, miễn là đừng vô khách sạn. Hả? Tại vì em muốn giây phút quan trọng nhất á, để dành cho đêm tân hôn. Bó tay em luôn á. Vậy mà em nói là em yêu anh nhất. Mình quen nhau á cũng gần nửa năm rồi. Em mà bắt anh chờ hoài á, chắc anh điên luôn á. Anh buồn á thì em chịu thôi. Em có nguyên tắc sống riêng của em. Trước sau gì á, em cũng là của anh mà. Đúng không? Em thổi nến nha. Vậy? Hả? Anh đang ước. Anh ước gì? Anh ước được vô khách sạn với em. Sinh nhật em mà. Ừ, sinh nhật của anh lộn. Dạ, anh về. Hay là để anh đưa em vô nhà nha. Thôi, anh về đi. Má em mà biết em có bồ á là đánh em chết đó. Anh về đi, nha. Ừ. Bye anh. Bye em. Anh đi về đi. Anh biết rồi, anh về nha. Anh về đi. Hồi quá má ơi, con không chịu nổi cái mùi này nữa đâu. Con không muốn má vất vả nữa. Má xin nghỉ việc đi.
con dư sức nuôi má mà. Con thấy hôi vì mùi nước hoa ở trên người con hòa lẫn với mùi rác ở trên người của má chứ gì. Con đừng quên, chính cái nghề này đã nuôi hai má con mình mấy chục năm nay, cho con được đi học đàng hoàng đó. Má có biết là con rất xấu hổ với bạn bè vì cái nghề của má không? Hơn 10 năm con không dám cho bạn bè biết nhà, con không dám cho ai biết má làm cái nghề này. Má sai lầm rồi. Cuộc sống bây giờ nó không giống như cái thế hệ trước của má đâu. Không ai tôn trọng cái nghề hạ đẳng lương thiện như má đâu. Họ biết mình nghèo, họ càng coi thường đó má. Má biết những việc mà con đang làm, những người đàn ông mà con đang quen, những đồng tiền mà con nhận từ họ mới là dơ bẩn, không sạch sẽ đó. Lan à, con hãy từ bỏ cách sống đó đi. Má đủ sức nuôi con mà. Nghe lời má đi con. Con không ngu dại như má nghĩ đâu. Con sẽ quyết tâm làm giàu bằng mọi giá nhanh nhất. Má, con làm tất cả cũng vì má. Con thương má nhiều lắm. Con không quên được cái ngày ba bỏ hai má con mình khi con mới có 6 tuổi. Tất cả cũng chỉ vì mình nghèo. Anh, từ từ thôi. Em sợ con vợ già của anh lắm luôn á. Sao sợ? Tới nhà của anh rồi đó. Vô nhà anh chơi nha. Vô đây cưng. Con nhỏ này, mày đây còn ngủ nữa hả? Đi vô trong. Đi. Lại lên. Đi vô. Qua đây với anh. Đóng cửa đi cưng. Từ từ mà cưng. Ngủ không chịu ngủ, đứng đây coi cái gì hả? Mày khóc cái gì? Nín. Mày giống con gái mẹ mày á, khóc hoài, khóc có ra tiền không hả? Đi vô, đi. Cắm bước ra ngay vô.
Cô Trúc, khuya rồi sao cô chưa ngủ? Em đang học bài, tự nhiên thấy đói bụng quá à. Chị mua giùm em tô hủ tiếu hay ổ bánh mì gì nha. Dạ, để tôi đi mua. À, chú. Hả? Bán ổ bánh mì đi chú, lấy ổ đặc biệt đó chú. À. Bỏ trứng ốp la nè, chả nè, ba tê vô luôn. Cô đợi chút nghe. Cô chủ tôi đói dữ lắm. À, cô Trúc, chị làm gì mà lâu vậy? Ổ đặc biệt mà. Thầy. À, nhà em ở đây hả? À, thầy bán bánh mì kiếm thêm chút đỉnh để mà lo viện phí cho con gái của thầy. Mời thầy vô nhà em ngồi chơi. À, cảm ơn em. Thầy còn phải bán nữa, về sớm lo cho con gái thầy nữa. Em chờ chút xíu nha, thầy làm sắp xong rồi. Chị giữ chân thầy giúp em nha. Ờ. Chú ơi, chiên chín chín nha. Cô chủ tôi thích ăn vậy á. Tôi biết rồi. Làm chậm chậm chờ chín nha chú. Chiên sống cổ ăn không có được. Cô. Tôi gửi cho chú. Thầy, em có một chút ít tiền, thầy nhận để lo cho con gái thầy nha. À, thầy cảm ơn tấm lòng của em dành cho thầy, nhưng mà thầy tự lo cho bản thân của mình và gia đình thầy được rồi. Thầy chỉ lấy tiền ổ bánh mì 15.000 thôi. Nếu mà em quý thầy chỉ cần học tốt môn văn là được rồi, là thầy vui lắm rồi. Ăn đi, bánh mì ốp la ăn nóng mới ngon. Em cầm đi. À, chú ơi, cho tôi gửi tiền nè chú. Cảm ơn. Dạ. Em vô nhà đi, thầy đi bán nha. Thầy đi nghe. Chào hai em. Dạ chào thầy. Thầy, hai em đi đâu vậy? Dạ mấy hôm nay tụi em không thấy thầy tới lớp, với lại em nghe Trúc nói là con thầy bị bệnh nên tụi em tới thăm. Ủa sao tụi em biết nhà thầy vậy? Dạ tụi em hỏi cô hiệu phó, cô hiệu phó nói thầy xin nghỉ phép mấy ngày. Thôi vô nhà thầy chơi nghe.
Dạ. Vô đi. Hai em vô đi. Dạ. Dạ. Hai đứa vô đây đi. Dạ. Hai dạ. đứa ngồi đi. Dạ. À, con ơi, bà có mua sữa nè. Bà có mua sữa, một lát nữa bà khuấy cho con uống nghe. Ờ, có hai học trò của ba tới thăm mình kìa. Vậy hả ba? Ừ. Con cảm ơn ba. Ừ. Đi. Em chào chị Nhàn. À, em tên Lan, còn bạn em tên Trúc. À, mình chào hai bạn. Hai bạn là học sinh của lớp ba mình chủ nhiệm hả? Dạ. Chị Nhàn thấy khỏe hơn chưa? À, cảm ơn hai bạn. Hôm trước mình mới nhập viện, nhưng mà bây giờ cũng khỏe rồi. Dạ, tụi em rất thích môn văn của thầy dạy. Mấy hôm nay không thấy thầy dạy. Em tưởng thầy nghỉ dạy như lần trước. Tụi em sẽ buồn lắm. Ừ, bây giờ thấy thầy thì tụi em yên tâm rồi. Bây giờ chị em mình biết nhau hết rồi. Sau này chị Nhàn cho phép tụi em thường xuyên tới thăm chị nha. À, hai đứa một lát ở lại ăn cơm với thầy luôn nghe. Phải đó, hai bạn ở lại ăn cơm nha. Dạ. Thầy ơi, thầy có gì làm không cho tụi em phụ với? Ờ, hai em giúp thầy lặt rau nghe. Dạ, hai đứa mình lặt rau nha. Tôi đâu biết làm đâu. Bà tiểu thư quá, tôi chỉ cho bà làm. Lặt đi. Bà làm như vậy nè. Trời ơi, bà lặt gì kỳ vậy? Bà lặt mà để phần non này nè, còn phần gốc thì bỏ đi. Mình lặt phụ cho. Dạ được rồi chị. Thầy kia. Chào thầy. Em chào thầy. À, dạ em chào thầy. Em chào thầy. Dạ em chào thầy. Ủa, giờ này sao con chưa đi ngủ vậy? Mấy đứa còn đi đâu vậy hả? Dạ tụi em tới thăm thầy á. Dạ. Tụi em đi gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm được thầy á. Chào thầy. À, thầy cảm ơn tụi em, nhưng mà thầy đi bán dạo mà đâu có ở yên một chỗ đâu. Thầy ơi, em có chuyện muốn thưa với thầy. À, có chuyện gì em nói đi. Dạ em thay mặt mấy bạn trong lớp có gom góp ít tiền tụi em gửi thầy để lo cho chị Nhàn. Em biết hoàn cảnh thầy khó khăn, để lo tiền viện phí thầy phải đi vay mượn của người ta. Thầy nhận cho tụi em vui nha thầy. À, thầy không nhận số tiền của tụi em đâu. Thầy cảm ơn tụi em rất là nhiều, nhưng mà thầy có thể tự lo cho bản thân mình cũng như là gia đình thầy. Thật ra thì thầy đâu có vay mượn hay là nợ tiền của ai đâu mà tụi em nói là thầy đi vay vậy. Thầy đừng có giấu tụi em nữa. Em nghe bà hàng xóm của thầy nói hết rồi. Em năn nỉ thầy nhận đi. Chỉ có 10 triệu thôi. Số tiền này tụi em đi chơi vài bữa là hết à. Nhưng mà đối với thầy bây giờ thì nó rất là lớn. Thầy cho tụi em giúp chị Nhàn nha thầy. Thầy nhận đi thầy. Nhận đi thầy. Thầy nhận đi thầy. Nhận đi thầy. Nhận đi thầy. Nhận cho tụi em vui đi thầy. Rồi được rồi. Thầy cảm ơn tụi em rất là nhiều. Nhưng mà thầy nói lại các em nghe một lần nữa, là bà hàng xóm đó nói sai rồi. Thầy không có vay nợ ai hết. Tụi em yên tâm nghe. À, bây giờ nếu mà tụi em muốn giúp thầy thì ăn bánh mì giùm thầy đi. Từ sáng giờ thầy bán ế quá. Dạ. Thầy. Hả? Thầy bán ổ bánh mì đặc biệt cho tụi em nha. 30.000 nha. Ờ, thầy bán có 10.000 một ổ à. Nếu mà bán vậy thì chẳng khác nào thầy giáo đi cắt cổ học trò. Vậy thôi tụi em ở lại làm bánh mì phụ thầy. Nhiều quá vậy. Trời khó quá à. Nó đổ ra hết trơn rồi kìa. Bỏ cho tôi miếng chả luôn nha. Tự lấy đi bà. Trời làm ổ bánh mì xấu à. Không ngờ làm vô xấu thiệt á. Ê công an tới kìa. Ủa chuyện gì vậy?
Chào anh. Chào các anh, có chuyện gì? Chúng tôi đã cảnh cáo, nhắc nhở anh nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn cố tình vi phạm, nên chúng tôi buộc phải lập biên bản và thu giữ phương tiện của anh. Ờ, các anh thông cảm. Tôi là thầy giáo, tôi chỉ bán dạo chút xíu thôi, để lấy tiền nuôi con tôi mà. Nếu ai cũng nói như anh thì thành phố này làm gì còn lòng lề đường cho người đi bộ nữa. Chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi, và chúng tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm. Anh ký vô biên bản đi. Sao các anh không biết thương người nghèo gì hết vậy? Các anh làm như vậy không khác nào đẩy người ta vô bước đường cùng. Đúng rồi đó. Tụi em được như vậy. Bây giờ các anh muốn phạt bao nhiêu tôi đóng cho. Mấy anh phải biết thương người nghèo chứ. Mấy anh phải thương người nghèo chứ. Thầy tôi chỉ muốn buôn bán thôi mà. Các cô muốn chống người thi hành công vụ hả? Thôi được rồi các em, đừng nói nữa. Thôi được rồi, các anh ghi biên bản đi, tôi ký cho. Anh tên gì? Tôi tên Phan Trung Nhân. Mời anh ký vô đây. Thầy ơi, thầy ký vô. Thầy, phạt bao nhiêu tụi tôi đóng liền được không? Có gì ngày mai lên phường nộp phạt rồi lấy xe. Mấy anh không biết thương người gì hết vậy? Đúng rồi đó. Các đồng chí đưa xe đi. Dạ, dạ. Con à, sao khuya rồi con chưa ngủ nữa, con đang bệnh đó. Con chờ ba về. Ba ơi, con đỡ nhiều rồi ba. Ba đừng có lo cho con nữa. À, ba. Ba có thấy ly nước cam ở trên bàn không? Con pha sẵn cho ba uống đó. Ba thấy rồi. Ba uống đi nha. Bữa nay sao ba về trễ quá à? Con lo quá chừng con ngủ không có được. Tại vì hôm nay ba có mấy đứa học trò ghé ăn bánh mì cho nên ba về muộn thôi. Dạ chào anh chị. Anh chị cứ để xe ở đó, chút nữa bảo vệ sẽ dẫn vô. Ok. Dạ mời anh chị vô. À, mình vô đi em. Dạ. Cam. Em uống nước cam hả? Dạ. Em ơi, order cho anh thêm một ly nước cam với lại một lon bia nữa. Cảm ơn dạ, em. Dạ, anh chị đợi chút ạ. Ừ. Lan, hôm nay anh nghe nói là trường em làm lễ đón nhận danh hiệu, có đúng không? Chắc là vui lắm phải không? Vui lắm anh. Ủa mà sao anh biết? Tại vì thằng Quý, bạn anh, ba của nó là hiệu trưởng trường em đó. Vậy hả? Ừ. Dạ em gửi. Em cứ giữ đó đi, khỏi phải thối anh. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Ừ. Ừ, đợi anh xíu nha. Cổ quay, cổ quay, cổ quay. Ủa à, ai gọi mà sao anh không nghe máy? Không có gì đâu em. Số lạ thôi à. Bây giờ mình đi mua sắm đi ha. Mà mình đi mua sắm ở đâu anh? Đi theo anh đi, rồi em sẽ biết. Dạ. Đi em. Tại sao anh không nghe máy của mình chứ?
Lan, em thích nhẫn đúng không? Dạ. Nếu như mà em thích nhẫn á, mình qua quầy bên kia đi, bên kia có bán nhiều nhẫn đẹp lắm nữa. Thiệt hả anh? Thiệt, đi. Ở đây dây chuyền tụi em có rất là nhiều kiểu. Anh chị thích kiểu nào mình có thoải mái lựa chọn nha. Wow, cái này đẹp quá à. Wow, đẹp thiệt. Đây nè anh, chiếc này nè. Lấy giùm em chiếc này đi chị. Dạ. Dạ đây ạ. Em cứ lựa thoải mái đi. Em thích cái gì á thì mình lấy cái đó, em đừng có lo. Anh mua tặng em thiệt hả? Ừ, đương nhiên rồi, anh mua tặng em mà. Em cứ lựa đi. Cảm ơn anh nha. Đẹp không? Rất đẹp. Đẹp lắm đó chị. Đẹp quá. Anh thấy đẹp lắm. Anh mua chiếc này cho em nha. Ok em. Dạ, anh chị đợi em xíu. Làm ơn. Không có gì đâu. Sao giờ này bà chủ chưa ăn cơm nữa? Đồ ăn nguội hết rồi. Tôi đợi hai cha con về ăn chung cho vui. Chị cứ đi làm việc của chị đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Dạ. Dừng ở đây đi. Em sao vậy? Cứ để anh đưa em vô nhà đâu có sao đâu. Thôi, để em ở đây được rồi. Em tự vô được mà. Với lại đường xóm nhà em á, vừa khó đi, lại vừa dơ nữa. Ừ thì cũng được. Anh. Hả? Anh nhắm mắt lại đi. Em có quà muốn tặng anh. Ừ, quà gì mà phải nhắm mắt lại? Thì nhắm mắt lại đi. Ừ. À, nhắm mắt rồi nè. À, quà của anh đó. Chỉ vậy thôi hả? Anh thích không? Đương nhiên là anh thích rồi. Thôi anh về cẩn thận nha. Em vô nha. Đây đúng là món quà đặc biệt mà em dành cho anh đó. Em ngủ ngon nha. Ừ. Bye bye em. Thank you.
còn cần nhiều thứ lắm. Mình phải tiết kiệm để lo cho con. Ê mày, tự nhiên hôm nay có tao với mày nhậu chán dữ vậy? Tụi nó đâu hết trơn rồi. Thằng Nam á, nó phê thuốc hồi chiều. Hồi nãy á, tao ghé nhà nó, hình như nó bị sốc á mày ơi. Tao kêu hoài nó không dậy. Vậy còn Long đâu? Thằng Long đi chơi với bồ nó rồi. Không biết giờ này nó về chưa nữa. Ê, gọi liền đi, gọi liền coi. Có nó nhậu mạnh miệng hơn. Gọi đi. Ôi, gọi đi gọi. Alo, tao nghe nè, có chuyện gì không? Tới quán tụi mình hay ngồi nhậu đi. Tao với thằng Quý đang ở đây nè. Mà có chuyện gì không? Tới quán đi nhậu hả? Buồn quá mày ơi. Qua đây đi, nhanh nha. Ok, đợi xíu, tao chạy qua liền. Nó nói sao, qua không? Mày nghĩ sao nó không qua vậy? Qua liền giờ đó. Con của đại gia có khác mà. Kêu thêm mồi đi, vô. Vô. Má. Ủa, ở đâu mà con có nhiều nữ trang với lại nhiều quần áo đẹp quá vậy nè? Của người yêu con tặng đó má. Má thấy đẹp không? Trời ơi, sao con nhận của người ta nhiều đồ quý giá dữ vậy? Thì người yêu con tặng thì con phải nhận chứ má. Với lại những thứ này á, có khi cả đời con cũng không mua được đâu má. Má thích đeo không? Má lấy đeo đi. Trời ơi, thôi đi. Má làm lao công mà, đeo mấy thứ này làm gì chứ. Nhưng mà con phải lo học chứ. Sao bữa nào cũng đi chơi về khuya hết vậy? Con còn trẻ, việc học tập là quan trọng nhất mà. Má, có gì đâu. Thì con vẫn học tốt đó thôi. Con là học sinh xuất sắc của trường mà má. À, sáng nay con còn được phóng viên phỏng vấn nữa đó. Má biết, nhưng con là con gái, làm gì cũng phải cẩn thận một chút chứ. Đi về khuya như vậy hoài, rủi có gì xảy ra thì sao? Má, con cũng lớn rồi mà. Với lại, người yêu con cũng đưa đón tận nhà mà má lo gì. Người yêu con chắc gì đã tốt. Cho con nhiều quần áo nữ trang vậy, đâu có nghĩa là người tốt đâu con. Người yêu con thì con biết mà. Thôi, chuyện của con cứ để con lo. Bây giờ con đi ngủ trước nha má. Má ngủ ngon nha. Ờ, đi ngủ đi, mai còn đi học. Dạ. Bà chủ. Ông và thằng Long về rồi hả? Dạ, cậu Long và ông chủ chưa có về. Ngày nào bà cũng chờ như vậy hết. Sẽ bệnh đó bà ơi. Tôi không sao đâu. Thôi chị đi nghỉ trước đi. Như nãy giờ anh em mình thỏa thuận, nếu các anh chịu ký hoàn công, đổi lại, các anh sẽ được thưởng mỗi người 500 triệu. Chỉ 6 tiếng làm ăn uy tín thôi, cho nên anh em mình mới làm ăn lâu dài. Có tiền là có uy tín sẽ tạo ra tiền. Nhớ, vô. Vô, 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 vô. Em,
Kêu mấy em vô phục vụ bạn anh đi. Dạ ok anh. Ở đây á, mấy em phục vụ rất là tốt, các anh cứ thoải mái nha. Vô đi mấy cưng. Tự dạ. nhiên đi hả? Mấy cưng nhớ phục vụ cho mấy anh tốt nha hôn. Dạ. Dễ thương quá. Anh yêu hết buổi này nha. Anh gà nha, anh gấp cho anh nha. Rồi, ngoan lắm. Uống với anh. Ăn đi mày, cửa gì hoài vậy? Ăn đi, ăn đi. Vô, vô, vô. Có gì đâu. Mày khùng quá mày. Nhậu húng, nhậu ngồi cười hoài vậy. Hôm nay nãy bị sao tao ơi? Không có gì hết đó. Trời ơi, cứ ăn uống thoải mái đi. Tụi bay muốn ăn gì nữa không? Gọi thêm đi. Hôm nay tao mời, hôm nay tao mời. Yên tâm đi, tao mời, tao mời. Nè, nè, vô. Yeah. Tao nói rồi, rủ Long đi là được mà. Bà chủ ơi, bà chủ. Ông chủ về rồi kìa. Ta không sai. Ta không bao giờ sai. Không bao giờ sai. Uống rượu phải có đàn bà. Nó sai là nhà, là bà nhà la đó. Uống cái gì mà say quá vậy không biết nữa à? Đưa đây. Sai đâu. Coi chừng té nè. Cẩn thận nha. Bước cẩn thận nè. Đó. Rồi quẹo trái nè. Sao mà đi lên. Ôi dạ. Thôi ráng lên đi. Tới rồi đây nè. Hả? Chết rồi. Quên mất. Alo, Trúc hả? Anh nè. Nghe nè, người ta gọi từ hôm qua tới giờ, anh mới gọi lại. Hôm qua đi với em nào mà không bắt máy vậy? Không phải, thôi anh xin lỗi mà. Hôm qua tại anh bận nhiều công chuyện quá, cho nên không có gọi điện được. Em đừng có giận anh nha. Thôi đi, ai mà biết anh bận chuyện gì. Thôi mà, chiều nay anh chở em đi chơi, coi như là cho anh chuộc lỗi nha. Thôi được rồi, coi như là em bỏ qua đó. Vậy thì chiều nay nhớ đón em nha, không có được quên nữa đó. Ok, vậy mới là công chúa của anh chứ. Chiều nay anh sẽ cho em thật là nhiều bất ngờ. Thôi, bye em nha, hẹn em chiều nay nha. Bye bye anh. May quá, khỏe rồi. Gì nữa vậy? Vô đi. Cậu Long, xuống ăn sáng. Được rồi, chị Tư xuống đi, em xuống liền.
Mẹ ơi, con dậy rồi nè mẹ. Ừ. Ôi, đói quá. Có ngay đây. Ừ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ừ. Con á, đừng có chơi khuya quá nghe không? Sắp thi đại học rồi đó. Thi đại học thôi mà mẹ. Con trai của mẹ là học giỏi nhất trường. Giỏi hả con? Dạ, con học cái gì cũng giỏi hết trơn á. Nhưng mà con giỏi nhất á là xin tiền của mẹ. Ừ. Mẹ ơi, hôm nay á, mẹ cho con tiền nhiều một chút nha. Con á, lúc nào cũng tiền. Như vậy là hư nghe không? Nhưng mà mẹ ơi, con mà không có tiền trong người á, thì người ta không có gọi con là đàn ông đâu. Ừ. Ngon quá. Ừ. Ừ. Mẹ ơi. Mẹ. Sao mẹ không ăn đi? Mẹ ăn đi. Dạ. Nhà mình nhiều tiền mà mẹ, sao mà không xài được chứ? Cứ xài thoải mái đi. Chúc à. Em nhắm mắt lại đi. Anh có một món quà rất bất ngờ muốn dành cho em. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Em ngồi xuống đi. Mở mắt ra. Happy birthday em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Chúc mừng sinh nhật của em. Bây giờ em đứng lên, em cầu nguyện. Xong rồi em thổi nến đi. Anh làm cho em bất ngờ quá à. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ cần em vui thôi, anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Thật sự là anh làm cho em rất là xúc động. Sao anh nhớ sinh nhật của em hay vậy? Sinh nhật của em thì làm sao mà anh không nhớ được kia chứ. Em ngồi xuống đi, anh còn có chuyện muốn nói với em. Em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Anh hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Em hãy tin anh đi nha. Anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này. Thank you.
mẹ gửi con ngoan. Với số tiền trong cái bóp này, mình có thể một phần lo cho con Lan ăn học. Nhưng mà biết đâu người ta cũng cần số tiền này cho một việc quan trọng thì sao? Không được, mình phải tìm để trả lại cho họ. Mình không thể lấy số tiền này. Nhưng mình biết họ ở đâu mà tìm. Hay là mình cứ ngồi đây đợi, họ mất tiền thế nào cũng quay lại tiền. Anh về nhà em yêu. Anh về đi. Em ngủ ngon nha. Anh ngủ ngon. Sao anh không về đi? Em ngủ ngon nha. Em sẽ ngủ ngon. Sao anh chưa chịu về nữa? Anh thấy em đứng ở đây một mình, anh thấy không có ổn, anh không yên tâm. Em vô liền giờ nè. Dạ cô Trúc. Vậy anh về đi nha. Vậy em ngủ ngon nha. Anh ngủ ngon. Bye bye. Vậy bác ơi, cho con hai ổ bánh mì. Ổ của con không ớt nha bác. Rồi. Chết rồi. Cái gì vậy anh? Em ơi, chết rồi em ơi. Chết cái gì? Cái bóp. Cái bóp anh là mất rồi. Trời, đó là tiền má em gửi với quê lên cho chị em đi sanh đó. Em mới gửi anh mà anh làm mất hả? Trời ơi, chết em rồi. Anh xin lỗi. Bánh mì của tụi con nè. Dạ bác ơi, con làm mất cái bóp rồi đó, nên bây giờ không có tiền trả tiền bánh mì cho bác. Con không biết tính sao nữa. Vậy hả? Nhưng dạ, mà trong bóp tụi con để bao nhiêu tiền, giấy tờ tùy thân sao? Bất cẩn vậy. Dạ khoảng gần 20 mấy triệu á bác, với giấy tờ tùy thân nữa. Tới 20 mấy triệu luôn hả? Dạ. Sao tụi con để nhiều tiền dữ vậy? Dạ đó là tiền để cho chị con đi đẻ đó bác. Dạ. Bây giờ mất rồi, chắc nín đẻ quá. Trời ơi, em nói gì kỳ vậy? Thôi được rồi, coi như là bác mời tụi con đó, tụi con ăn đi. Dạ thôi bác ơi, con ngại lắm. Không sao đâu, bây giờ bác cầm đi về nhà, để ngày mai bác cũng không ăn được đâu. Tụi con cứ cầm lấy mà ăn, đừng có ngại, bác mời đó, cầm đi. Dạ. Mà cho bác hỏi nè, tụi con có nhớ là tụi con rớt cái bóp tiền ở đâu không hả? Dạ bây giờ nó rớt rồi bác ơi, mà tụi con đi vòng vòng ngoài đường nữa, chắc người ta cũng lụm mất rồi bác. Thôi con đừng có bi quan quá, bây giờ con nhớ xem con đã tới những đâu, nhớ lại coi biết đâu mình lượm lại được sao. Biết đâu hay là nó rớt ở công viên. Đúng rồi, dám rớt đó lắm em. Tụi con đi nhanh lên đi. Dạ cảm ơn bác. Dạ cảm ơn bác. Lên đi em. Chúc hai đứa may mắn nghe. Dạ. Đi lẹ đi anh. Từ.
Bà hả? Bà hả? Bà đi đâu tôi gọi bà không được. Chúc mừng sinh nhật bà nha. Cảm ơn nha. Nè, bà đang làm gì ở nhà vậy? Tôi đang học bài thôi chứ có làm gì đâu. Trời ơi, giỏi quá ha. Ủa, bà không định làm sinh nhật luôn hả? Không có làm. Như vậy á, mà tôi rất là vui. Qua nhà tôi chơi đi. Tôi đang có chuyện muốn kể cho bà nghe nè. Có chuyện gì mà sao nghe giọng bà vui quá vậy? Hay là bà trúng số? Hay là lượm được tiền? Còn hơn là trúng số nữa. Ngày mai qua đi, rồi tôi kể cho nghe ha. Rồi, nếu rảnh á, ngày mai tôi sẽ qua, để tôi coi chuyện quan trọng của bà như thế nào. Ừ, nhớ qua nha. Bye bye. Bye bye. Anh ơi, ở đây tối quá, em sợ quá à. Sợ cái gì mà sợ, mất tiền không lo kiếm ở đó còn sợ. Mà ở đây tối thui à. Tối là trong kia, ra đây sáng rồi. Lo kiếm đi để không người ta lấy mất giờ nè. Nếu không vì cái bóp, với lại tiền sinh em bé, thì em không có tới đây đâu. Rõ ràng hồi chiều mình ngồi ở đây, bây giờ mà kiếm không thấy á, chắc ta là mất tiêu rồi. Giờ sao đây không biết nữa. Chắc em chết quá à. Rõ ràng thì tình là chiều ngồi đây mà. Sao mà ai tới ngồi lấy lẹ dưới trời. Trời bây giờ phải làm sao đây. Sao anh biết được. Chết quá à. Sao giờ đây Trời ơi. Cho hỏi cô cậu đang tìm cái gì vậy? Dạ. Dạ. Tụi con tìm cái bóp. Tụi con tìm cái bóp á cô. Dạ. Mất hồi nào? Dạ khoảng 7-8 giờ tối gì đó cô. Cái bóp đó nó làm sao? Dạ, nó màu đen. Bộ cô nhặt được hả cô? Bóp da thì cái nào mà không màu đen chứ. Dạ, trong đó có tiền nữa cô. Dạ đúng rồi đó cô. Dạ, giấy chứng minh nhân dân của con là tên Khang, Trần Văn Khang. Dạ. Sinh năm 1991 á cô. Từ từ đã. Trần Văn Khang. Ở trong cái bóp á, nó có 20 mấy triệu. Với 25 ngàn tiền lẻ. Dạ, 25 ngàn là tiền của ảnh. Còn 24 triệu 530 ngàn là tiền của con. Để trong cái phong bì á. Ngoài phong bì có ghi là mẹ gửi con Ngoan. Dạ dạ dạ, đúng rồi cô. Con tên là gì vậy? Dạ, con tên Ngoan cô. Tên dễ thương quá ha. Vậy
Chắc cái bóp này là của tụi con rồi. Đúng rồi nè. Đúng rồi anh ơi. Vì tính chờ mà không ai quay lại tìm thì sáng mai dì đem lên công an đó. Dạ dạ. Đúng đúng, cái này là của tụi con rồi đó cô. Trời, nó vẫn còn anh ơi. Cô, con đội ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô. Thôi khuya rồi, dì về nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô thiệt là tốt. Trời, cô tốt quá anh ơi. Mừng quá em. Em mừng quá. May quá. Cô thiệt là tốt á. Đúng rồi. Vừa rồi, trường của chúng ta đã đón nhận danh hiệu của thành phố. Vậy các thầy cô có ý kiến gì để đóng góp cho trường của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn không? Tôi muốn trường mình phải thay đổi chính sách, cải cách đào tạo, thưa hiệu trưởng. Cô có thể nói rõ ràng hơn về chính sách đó được không cô Mai Hạnh? Tôi muốn đào tạo học sinh giỏi về cả học vấn lẫn đạo đức, chứ không nên đặt nặng vấn đề chạy theo thành tích mà quên đi chất lượng học tập của các em. Học yếu thì phải chịu nhận điểm thấp, chứ không nên nâng điểm. Có như vậy thì các em mới không ỷ lại mà phải phấn đấu học tập. Tôi thấy cô Mai Hạnh nói điều đó hợp lý đó thưa thầy. Không được, tôi thấy vấn đề đó không hợp lý. Vậy thầy có thể cho biết lý do được không? Nếu như có nhiều học sinh yếu kém thì trường của chúng ta không đạt được thành tích cao. Nếu như vậy thì phụ huynh nào dám đưa con em tới trường chúng ta học chứ? Lúc đó đồng vốn của cổ đông sẽ bị lỗ. Theo như tôi nghĩ, điều đó chúng ta có thể giải quyết được mà. Chúng ta có thể giải thích cho các phụ huynh hiểu về tiêu chí của chúng ta. Đúng đó thầy Hân. Nhiệm vụ chúng ta là đào tạo học sinh có chất lượng, trang bị đầy đủ kiến thức cho các em bước vào đời, chứ không phải chạy theo thành tích. Không được. Tôi nói không được là không được. Cuộc họp chấm dứt tại đây. Các thầy cô về lớp và bắt đầu tiết học đi. Nhưng mà thầy... Thôi, chúng ta về lớp thôi. Tính thầy ấy xưa nay vẫn vậy mà, rất là bảo thủ. Đúng đó. Mình chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, chứ biết sao giờ. Chào cô. Thầy Nhân, sao hồi nãy thầy không vào họp? Đâu có ai mời tôi đâu. Với lại thầy giáo như tôi thì tiếng nói đâu có giá trị đâu cô. Tôi xin lỗi thầy vì tôi đã tự ý nâng điểm danh của thầy. Nhưng mà vì danh hiệu của trường, tôi cũng hoang mang vụ này. Thôi thầy quên đi nha. À mà hôm bữa sao thầy không đến trường để đón nhận danh hiệu thành phố? Có những chuyện chỉ biết thấy lợi ở trước mắt thôi, nhưng mà hậu quả sau này sẽ khôn lường đó cô à. Xin phép cô. Tối nay tôi không có về nhà, bà đừng nấu cơm cho tôi. Ừ. Vậy còn Long? Ừ. Con có ăn cơm ở nhà không? Dạ, chắc con không ăn cơm ở nhà đâu mẹ. Chút nữa con ra ngoài đường ăn chung với bạn luôn. Ừ. Ăn cơm một mình thì đâu có gì vui. Vậy thôi, tối nay tôi sẽ rủ mấy người bạn vô chùa làm công quả, rồi sáng mai về. Vậy hôm nay chỉ có mình Long ở nhà. Nhớ nói gì Tư, khóa cửa cẩn thận nghe chưa? Long, nghe ba nói chưa? Dạ, 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 con nhớ rồi ba. Thôi, tôi đi đây. Con chào ba. Ừ. Mẹ ơi. Ừ. Vậy bây giờ con lên phòng luôn nha mẹ. Ừ. Dạ.